Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ dụ ngôn này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây dựng những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ báo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, người có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, người hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Kênh YouTube Lời Yêu Thương kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố lại dạy cho chúng ta một bài học nữa rất thực tế và rất cần thiết trong đời sống của chúng ta. Cách riêng trong thế kỷ 21, trong xã hội mà chúng ta đang sống đây, người ta sống tranh giành về tiền của và sống dựa vào của cái vật chất, và đôi khi còn sống vì của cái vật chất nữa, thì bài tin mừng ngày hôm nay thực sự giúp cho mỗi người chúng ta, tôi cũng như ông bà anh chị em, phải cảnh tỉnh lại xem cách chúng ta sắp xếp những cái mục tiêu, những mục đích của cuộc đời của chúng ta là như thế nào. Thứ nhất, bài tin mừng tường trình rằng khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Theo truyền thống của người Do Thái thì họ thường đến những thầy tư tế, những bậc có chức tước ở trong tôn giáo của họ để xin những người này giúp cho họ phân xử những cái tranh cãi trong gia đình hay là trong cộng đồng, vân vân. Và cái truyền thống này thì có lẽ đã bắt đầu xa xưa, từ thời của Môi-se. Chúng ta thấy là trong sách Xuất Hành đã kể chuyện là dân Do Thái khi có việc gì, có bất cứ tranh chấp gì thì họ đến để gặp ông Môi-se, để nhờ ông Môi-se phân xử cho họ. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện kể rằng sau này thì Môi-se quá bận rộn, một ngày ông dành rất nhiều giờ để mà phân xử những điều đó, để rồi không có lo được những việc khác nữa và ông rất là mệt mỏi. Thì một ngày nọ, bố vợ cũng đến thăm và thấy cái tình trạng của ông rất là phiền muộn và quá mệt mỏi vì cái công việc phân xử cho người Do Thái thời bấy giờ. Thì ông đã góp ý với Môi-se lựa 72 người, vị vọng 72 người khôn ngoan trong dân, rồi xin thần khí Chúa giúp cho để rồi những người đó cộng tác với Môi-se và giúp cho Môi-se để mà phân xử cho dân Do Thái. Có lẽ là từ những cái truyền thống đó mà cho đến thời Chúa Giê-xu thì người Do Thái vẫn tìm đến những thầy tư tế, những thầy Lê Vi để nhờ phân xử cho. Cho nên vì vậy Chúa Giê-xu cũng là một người giảng dạy, và đặc biệt là giảng dạy có tiếng tăm nữa. Cho nên hôm nay mới có một người Do Thái ở trong đám đông thưa Chúa Giê-xu, xin Chúa Giê-xu phân xử cho anh, để nói với người anh của anh ta chia xe gia tài cho anh ta.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã trả lời như thế này: hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các người? Thế là Chúa Giêsu từ chối. Chúa không có phân xử. Và có lẽ Chúa không có phân xử, không có làm quan xét án, không phải bởi vì Chúa không muốn giúp cho anh ta, nhưng mà có thể là có hai lý do như thế này. Lý do thứ nhất là Chúa Giêsu muốn xác định lại cho mọi người hiểu rõ rằng mục đích của Chúa đến trần gian không phải để lo về những cái việc của trần gian, không phải để lo về những cái việc cơm áo gạo tiền, những cái thuộc về vật chất chính trị vân vân, mà Chúa Giêsu đến trần gian là để thực hiện chương trình cứu độ, là để giảng dạy cho dân chúng, giúp cho họ ý thức hơn về đời sống thiêng liêng, về đời sống linh hồn của họ. Và cuối cùng là Ngài đến để chết và sống lại hầu ban ơn cứu độ cho con người. Cho nên khi Chúa Giêsu từ chối, không muốn làm quan xét xử, không muốn phân chia gia tài, bởi vì Chúa muốn xác định và Chúa muốn cho mọi người hiểu rõ rằng mục đích chính của Chúa Giêsu đến trần gian là để làm gì? Là để giảng dạy, là lo những phần đời sống thiêng liêng, đời sống linh hồn và ban ơn cứu độ cho người ta, chứ không phải là để phân xử những của cải vật chất này. Cái điểm thứ hai là Chúa Giêsu có thể cũng từ chối bởi vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa nhìn thấu suốt được cái tâm can của cái người hỏi Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu phân xử để chia tài sản cho anh ta. Là Chúa Giêsu nhìn thấy cái lòng tham của anh ta. Có thể là anh ta không phải là nhờ Chúa phân xử theo cái ý ngay lành đâu, mà có khi là muốn lợi dụng Chúa để nhờ Chúa mà phân xử để được thỏa mãn cái lòng tham của mình. Có thể là anh ta đã được chia tài sản rồi nhưng mà chưa có hài lòng cho nên muốn thêm muốn nữa. Vì vậy mà Chúa Giêsu là một thầy dạy hết sức thông thái. Chúa Giêsu, Ngài đã dùng mọi cơ hội để mà Ngài giảng dạy cho dân chúng. Thế là ngày hôm nay khi có một người trong đám đông xin Chúa Giêsu phân xử gia tài cho anh ta, thì Chúa Giêsu từ chối không phân xử, nhưng mà Chúa Giêsu lại nắm bắt cái cơ hội đó để dạy cho người Do Thái thời bấy giờ, cũng như cho chúng ta ngày hôm nay một bài học. Chúa Giêsu đã nói rằng: các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam. Thế là tránh mọi thứ tham lam, tức là không phải chỉ có tham lam tiền của đâu, mà còn có nhiều sự tham lam khác nữa. Ví dụ như là tham lam quyền lực, tham lam danh vọng, tham lam dục vọng. Thế là có nhiều cái sự tham lam. Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi sự tham lam. Và Ngài còn nhắc lại: vì chẳng phải sung túc mà đời sống của cải bảo đảm cho đâu. Có nghĩa rằng đừng có nghĩ rằng mình có nhiều của cải, đừng nghĩ rằng mình có nhiều quyền lực, đừng nghĩ rằng mình có nhiều danh vọng, đừng nghĩ rằng mình thỏa mãn những dục vọng của mình thì như vậy là chắc ăn, là bảo đảm. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Không phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Và cũng để dẫn chứng một cái điều để chứng minh là Chúa Giêsu là thầy dạy rất là thông thái. Thế là có nghĩa là gì? Sau mỗi cái lời Ngài dạy thì Ngài luôn có những cái câu chuyện dụ ngôn, những cái ví dụ rất thực tế để cho mọi người hiểu được cái ý mà Ngài giảng dạy. Tức là sau khi Chúa Giêsu dạy người ta là phải coi chừng, giữ mình tránh mọi sự tham lam, bởi vì của cải không có bảo đảm cho sự sống của mình đâu, thì Chúa Giêsu đã đưa ra một cái ví dụ, một dụ ngôn như thế này: một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: tôi sẽ làm gì đây, và tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc của tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, người có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, người hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi. Nhưng mà kết cục là gì? Thiên Chúa đã nói: hỡi kẻ ngu dại, đêm nay ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của cải tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng vậy. Thế là chúng ta nhìn xem vào cái dụ ngôn và cái ví dụ của cái người giàu có này, người phú hộ có này. Thứ nhất
là chỉ trong một đoạn văn ngắn thôi. Ông ta đã dùng rất nhiều lặp đi lặp lại cái chữ tôi. Thế là tôi sẽ làm gì đây? Tôi còn chỗ đâu mà tích chữ hoa lợi? Rồi tôi sẽ làm thế này. Tôi sẽ xây những cái lớn hơn. Rồi tôi sẽ bỏ của cải thóc lúa của tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng. Thế chỉ một đoạn văn ngắn thôi. Ông ta lặp đi lặp lại rất nhiều cái từ tôi. Hay nói cái khác là gì? Ông ta là một con người rất ích kỷ. Chỉ biết mình thôi. Chỉ biết mình thôi. Chỉ có tôi thôi. Và có lẽ là đối với ông, thế giới chỉ quanh quẩn chỉ ông thôi. Ông là trung tâm của thế giới, là của mọi sự, ngay cả là mục đích của cuộc đời nữa. Tôi muốn cái này, tôi ước ao cái kia, tôi thích cái nọ, tôi thích cái khác. Khiêm nhiều mà xét mình thì chính bản thân tôi, cũng như ông bà, anh chị em, chắc có lẽ đã nhiều lần chúng ta cũng dùng cái từ tôi này rất nhiều. Ý kiến của tôi là như thế này, tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi muốn cái này, tôi làm cái nọ. Vậy thì chúng ta có nhìn được ra khỏi, vượt được khỏi cả bản thân chúng ta không? Vượt được qua cái nhìn của chúng ta, cái mục đích ước muốn nhỏ bé của chúng ta. Tất cả chỉ là cái tôi, cái lăng kính chỉ có bản thân chúng ta thôi, thì nó sẽ rất là hạn hẹp, thương bài anh chị em. Và trước đây tôi cũng đã nói lặp lại cái câu của cha Vũ Thế Toàn cũng trong bài giảng ngày nói đấy, ai cũng có cái tôi cả. Thế cái tôi tự bản thân chính nó thì nó không xấu. Cái tôi để làm cái sự khác biệt trong chính bản thân mình, cái cá tính của mình. Nhưng mà khi cái tôi mà nó to quá thì nó trở thành nặng. Cho nên đánh vần chữ tội của tiếng Việt ta là gì? Chữ tôi là tờ hay là tê ô tô y tôi. Nhưng mà khi tôi nó to quá, nó nặng quá, trở nên dấu nặng đi, nó sẽ gì? Nó trở thành tội. Khi cái tôi quá to, khi tôi quá nặng, khi cái tôi quá nhiều thì nó trở thành tội. Thế là cái người phú hộ này đã mắc vào cái này. Rồi cái thứ hai là gì? Ông ta cứ nghĩ rằng mình có của cải tài sản như vậy thì chắc ăn quá rồi, không cần phải lo lắng gì nữa. Cho nên ông ta nói rằng gì? Hỡi linh hồn, thế nào? Không phải là thân xác của ông ta là không đâu. Mà ông ta cho rằng nó bảo đảm luôn cả đời sống thiêng liêng của ông ta nữa. Cho nên ông ta mới nói rằng, hỡi linh hồn, người có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, người hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Ông ta nghĩ rằng của cải sẽ là cái bảo đảm cho ông ta. Bảo đảm không phải hôm nay, mà còn lâu dài nữa. Và không chỉ bảo đảm cho cuộc sống đời ra thời trần gian này, cuộc sống thể lý này, mà ông ta còn nghĩ rằng có khi của cải vật chất còn bảo đảm luôn cả đời sống thiêng liêng nữa, bảo đảm luôn cho cả linh hồn của ông nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng, nhưng mà Chúa đã bảo nó rằng, hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Cho nên sách giảng viên trong bài thánh thư thứ nhất mà chúng ta nghe trong Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên ngày hôm nay cũng nói chúng ta điều gì? Phù du, phù văn, tất cả đều là phù văn. Trong một đoạn văn ngắn, người phú hộ này thì nói tôi. Còn trong bài sách giảng viên của bài thánh thư thứ nhất thì trong một đoạn văn ngắn đã nói rất nhiều, tất cả là phù văn và phù văn. Thế là phù có nghĩa là gì? Phù có nghĩa là nổi trôi. Là nay đây mai đó, không chắc chắn, không rõ ràng. Còn văn là gì? Văn có nghĩa là mây. Có nghĩa là tất cả những cái điều đó nó như một áng mây bay lơ lửng thôi. Đến rồi đi. Và có thể rất rồi có thể mất đi bất cứ lúc nào. Tất cả đều là phù văn cả. Từ của cải vật chất cho đến sức khỏe, cho đến sắc đẹp, cho đến danh vọng quyền hành, tất cả đều sẽ qua đi. Như lời của Thánh Phaolô nói đấy, tất cả rồi mọi sự sẽ qua đi, tồn tại chỉ còn lại ba nhân đức là nhân đức tin, đức cậy và đức mến, và trong đó quan trọng nhất là đức mến. Và vì vậy trong bài thánh thư thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta đã được cứu bởi máu của Chúa rồi, cho nên đừng có lo lắng quá nhiều, đừng bị lôi cuốn, đừng bị trói buộc bởi những cái giá trị vật chất hay là những cái ham muốn dục vọng
nhục dục của con người trần gian này, mà hãy hướng đến những sự ở trên trời. Hãy sống những cái điều ở trên trời. Ngài nhắc chúng ta rằng chúng ta không những chỉ là công dân của quả đất này, mà quan trọng hơn, chúng ta còn là công dân của nước trời nữa. Cho nên hãy lo những cái sống những cái giá trị của nước trời đó. Thế là Chúa Giê-xu nhắc nhở cho chúng ta, nếu như chúng ta quá chăm lo về của cải vật chất thì chúng ta chẳng khác gì như một kẻ ngu khờ dại dột. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta không phải lo, không phải làm. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng chúng ta phải chê ghét bỏ vật chất của cải. Không phải vậy. Chúng ta nên làm và cần phải làm. Và làm giàu không có tội. Nhưng mà chúng ta làm giàu như thế nào, làm tiền như thế nào? Nếu chúng ta làm giàu một cách chính đáng, bằng sức lao động, bằng những sáng kiến, bằng những cái sự vất vả của chúng ta, điều đó không có tội, có lỗi gì cả. Nhưng nếu chúng ta làm giàu mà trên xương máu của người khác, bóc lột của người khác để làm giàu, hay chúng ta làm giàu bất chấp mọi thủ đoạn, thì cái điều đó không được. Hay là chúng ta vì làm giàu cho nên bỏ cả thánh lễ ngày Chúa Nhật, vì làm giàu rồi cuối cùng chẳng kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, vì muốn có thêm tiền cho nên cũng chẳng coi những ngày lễ trọng là quan trọng gì cả. Cái điều đó không được. Chúng ta được quyền làm giàu và nên làm giàu nữa, nhưng mà làm một cách công chính và chính đáng theo luật của Chúa và giáo hội. Và hơn nữa, chúng ta làm giàu không phải chỉ để cho chúng ta hưởng thụ một mình, hay là để cho chúng ta bảo đảm cho cuộc sống cá nhân chúng ta hay gia đình chúng ta. Mà chúng ta làm giàu ngoài việc lo cho cá nhân, cho gia đình, để rồi chúng ta còn có một chút nào đó để chia sẻ cho những người khác nữa. Có một câu chuyện kể rằng ông Stanford Wesley đó, khi ông làm việc ở trường đại học Stanford, thì những năm đầu ông làm một năm được 30 bảng Anh. Thế là ông chi phí tiền ăn, tiền ở, mọi chi phí ông hết 28 bảng Anh. Thế còn lại 2 bảng thì ông chia giúp đỡ cho những người nghèo khó. Thế rồi những năm kế tiếp ông ta làm được lên tới 60 bảng Anh, rồi lên tới 90, rồi tới 120 bảng Anh, vân vân. Thế cái tiền lương của ông ta được tăng lên, nhưng mà ông ta cũng vẫn chỉ tiêu 28 bảng Anh một năm thôi. Số còn lại ông ta lại đi giúp cho người khác, chia sẻ cho người khác. Thế là chúng ta, nếu chúng ta làm giàu mà chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác nữa thì điều đó rất là tốt. Như người phú hộ ngày hôm nay thì làm giàu là chỉ tính làm sao mà xây kho to hơn để có thể chứa được những của cải tài sản của mình, rồi để cho chính bản thân mình hưởng thụ vui thú vậy thôi. Còn nếu mà một người biết chia sẻ ra thì lại khác. Ví dụ như chúng ta thấy ông Gia-kêu, thấy không nào? Khi mà Chúa đến viếng thăm nhà ông, rồi ông còn nói là gì? Nếu tôi làm cái gì sai trái thì tôi sẽ bù lại gấp mấy lần. Và ông cũng sẵn sàng chia sẻ tài sản của cải cho người khác. Mà có vì vậy cho nên là Chúa đã đến viếng thăm nhà của ông. Cho nên thưa ông bà anh chị em, tiền của cải vật chất không xấu. Nhưng mà thứ nhất, chúng ta làm cái gì, đạt được những của cải vật chất đó bằng cách nào? Không những bằng cách nào không, mà đôi khi lại còn bài bê tha, coi như đặt tiền của hơn tất cả mọi sự. Thế ngày hôm nay chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta là đúng có quyền làm giàu, nhưng mà đừng đặt cái điều đó trên Thiên Chúa. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và mọi sự sẽ được ban cho các con. Tức là Chúa Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay, thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đến không phải chỉ để lo những cái kiểu cơm áo gạo tiền, những cái gì thuộc về vật chất, thuộc về thế gian này. Mà Chúa đến là lo những việc thiêng liêng. Và Chúa Giê-xu muốn mời chúng ta nhìn xa, nhìn rộng hơn là bản thân của chúng ta. Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn xa hơn. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi điều khác sẽ được ban cho các con. Mà chính Thánh Phaolô ngày hôm nay, như tôi nói trong bài Thánh Thư thứ hai, mời gọi chúng ta hãy nhìn lên những sự trên trời, hãy ngước cao lên. Đừng chỉ nhìn thấy cái thế giới hạn hẹp, chỉ có nhìn thấy chúng ta và những cái gì hiện hữu ở đây thôi, mà phải nhìn xa, nhìn rộng hơn. Đặc biệt là Chúa nói rằng nếu mà các ngươi cứ tích trữ thôi thì ai cũng phải chết. Chết rồi thì đâu, của cải đó để lại cho ai? Cũng có một câu chuyện kể rằng có một đứa bé kia, nó nói rằng khi mà con lớn lên đó,
thì con muốn trở thành một kỹ sư. Tại sao con muốn làm kỹ sư? Con muốn làm kỹ sư để mà con có thể chế tạo những cái máy móc, những cái điều mà con thích. Thế rồi con chế tạo những đấy làm gì? À thì con làm được rất là nhiều tiền. Thế rồi con làm được nhiều tiền làm gì? Thế là con đi du lịch khắp mọi nơi cả. Thế con du lịch khắp mọi nơi rồi kế tiếp con làm gì? À con sẽ mua nhà to, mua xe đẹp. Rồi con làm gì nữa? Dần dần cuối cùng đứa bé không biết trả lời làm sao nữa. Thì câu trả lời gì? Rồi cuối cùng kế tiếp là gì? Là chết. Thế là cả một đời lo cái này, làm cái nọ để đạt được cái này, đạt được cái kia. Nào là có tiền của để rồi xây nhà, mua xe, cưới vợ, gả chồng, rồi đi du lịch khắp mọi nơi, rồi được cái này, có cái kia. Rồi cuối cùng sao? Ai cũng phải chết. Chết rồi thì những của cải đó đi đâu? Chết rồi thì chúng ta đi đâu? Cuộc sống trần gian này thì cũng chỉ là 80 năm, 100 năm, 120 năm thôi. Nhiều cuộc sống mai sau là vô cùng vô tận. Thế là chúng ta làm cái gì trong cuộc sống, chúng ta cũng phải có một cái mục đích nhìn xa, nhìn rộng. Để rồi chúng ta biết đầu tư cho cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian này, thì chúng ta cũng phải biết đầu tư cho cuộc sống mai sau vô cùng vô tận của thế giới bên kia. Và đặc biệt là gì? Là đừng bao giờ đặt của cải vật chất, những tham vọng, những ước mơ, những cái thành công, những cái quyền hành của chúng ta trên Thiên Chúa. Đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn nhắc ngày hôm nay. Có một câu chuyện thật kể nữa là chúng ta biết là ông Alfred Nobel đó, ông mà bây giờ cái giải thưởng Nobel rất là cao quý, danh giá. Ngày hôm nay mà ai mà được lại cái giải thưởng đó thì là một cái điều rất là vinh dự, vinh hạnh. Thì ông ta làm giàu bằng cách là chế tạo ra thuốc nổ, thuốc súng. Ông ta rất là nhiều tiền. Thế một ngày nọ, câu chuyện kể rằng một buổi sáng nọ, ông ta đọc báo thì ông ta bất ngờ nhìn thấy rằng trên báo có đăng một cái cáo phó mà đề tên của ông, cho ông là đã chết rồi, bởi vì cái người chủ bút có thể là nhầm lẫn, chính là người anh trai của ông Nobel này qua đời, nhưng mà họ lại ghi lộn tên của ông. Thế là có cái cáo phó đó. Thì khi ông Nobel này lần đầu tiên là một người còn sống mà lại đọc được cáo phó của mình như là người đã chết, thì ông ta, một cái điểm ông ta đánh đập vào là gì? Người ta diễn tả ông ta là gì? Là một ông vua của thuốc nổ, một ông vua của thuốc súng. Thế là ông ta cảm thấy rằng đây là cái cách người ta nhìn mình à. Cả một đời của mình làm bao nhiêu điều như vậy mà người ta chỉ biết tới mình là một ông vua làm thuốc nổ, làm thuốc súng thôi. Hay nói cái khác là gì? Có thể mang đến sự chết chóc thôi. Thế là ông ta suy nghĩ, ông ta nghĩ rằng nếu mà người ta nhìn vào ông ta cách như vậy thì không được. Ông ta muốn làm một cái gì đó thay đổi để người ta có một cái nhìn khác về bản thân ông ta. Và một trong cách ông ta làm là gì? Ông ta lập ra những cái giải thưởng Nobel đó. Những giải thưởng Nobel đó, nào là giải thưởng Nobel về vật lý, giải thưởng Nobel về hóa học, rồi những giải thưởng Nobel về vấn đề y dược, về thuốc men, rồi giải thưởng Nobel về văn chương, giải thưởng Nobel về hòa bình, một trong những giải thưởng Nobel cao quý nhất. Thế là mà chúng ta thấy rõ ràng ông đã thấy được người ta nhìn về ông chuyển đổi từ một ông vua của thuốc súng, thuốc nổ. Ngày hôm nay người ta đã biết tới ông với những giải thưởng Nobel rất là cao quý, chứ không mấy ai biết ông đã từng là một, được coi là như một ông vua của thuốc nổ, thuốc súng nữa. Thế là ngày hôm nay lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy xem lại xem người khác nhìn chúng ta như thế nào, chúng ta nhìn bản thân mình như thế nào, Thiên Chúa nhìn bản thân chúng ta như thế nào, để rồi chúng ta được mời gọi làm sao để có một cái nhìn nó đúng đắn hơn. Hay là ví dụ bây giờ một người nào đó hỏi chúng ta rằng cái mục đích cao quý nhất, mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là cái gì, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? Câu trả lời của chúng ta là mục đích cao quý nhất, quan trọng nhất cuộc đời của tôi ta là làm thật nhiều tiền, hay là trở thành tổng thống, hay là trở thành một người nổi tiếng, hay là cái gì? Nếu như ngày hôm nay một người nào đó hỏi tôi, hay là hỏi ông bà anh chị em, mục đích tối thượng nhất, mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là cái gì, thì ông bà anh chị em câu trả lời sẽ là cái gì? Ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta trả lời cái câu hỏi đó. Bởi vì Chúa nói rằng vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Có nghĩa là gì? Một người mà chỉ biết lo cho những việc trần gian, của cải vật chất, cơm áo gạo tiền cần thiết đấy, nhưng mà nếu chúng ta chỉ có biết tới vậy thôi thì cuộc đời của chúng ta thật đáng tiếc. Mà chắc chắn rằng Chúa sẽ nói với chúng ta câu rằng
hỡi đồ ngu ngốc, ngươi sẽ làm gì, ngươi sẽ đi đâu? Khi mà nói về cái bài tin mừng này thì Thánh Athanasio đã có một cái lời giải thích như thế này. Thánh nhân đã nói rằng ai sống như phải chết mỗi ngày vì biết rằng cuộc sống này tự nó là tạm bợ, không chắc chắn, sẽ không phạm tội vì sợ hãi Chúa dập tắt một phần lớn lòng tham. Trái lại, ai nghĩ mình còn sống lâu sẽ dễ dàng để cho mình bị dục vọng cai trị. Cho nên là có nhiều thánh nhân, có nhiều vị đạo đức trên bàn của họ này, họ thường để cái hình một cái đầu sọ, đầu lâu hay là một chiếc quan tài để làm gì? Để nhắc nhở về cái chết. Thánh Biển Đức cũng nhắc nhở các đan sĩ rằng hãy nhớ đến cái chết mỗi ngày. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chết thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống khác đi. Từ suy nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta sẽ khác. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn sống lâu, còn sống mãi thì có khi chúng ta lại dễ phạm tội hơn. Đó là điều mà Thánh Athanasio khuyên dạy ngày hôm nay. Rồi cũng trong tinh thần này thì Thánh Gioan đã có những cái lời dạy như sau. Ngài nói anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa, không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Các bạn anh chị em thấy không? Những cái dục vọng như dục vọng xác thịt, dục vọng của đôi mắt, rồi thói cậy trông tiền của. Một trong những cái lỗi mà của những người giàu có, những người nhiều tiền của hay là quyền hành hay là danh vọng là gì? Là dễ cậy vào những cái đó để lên mặt, để coi thường người khác, trở thành kiêu căng. Nhiều khi họ không cố tình đâu, nhưng mà chính trong cái sự tham vọng của quyền lực, rồi của danh vọng, của cái, nó biến đổi con người ta. Để rồi cặp mắt con người ta có một cái nhìn sai lệch đi. Vì vậy mà Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 trong một bài phát biểu, Ngài đã đưa ra những cái lời hướng dẫn rất là hữu ích mà chúng ta có thể học hỏi được. Ngài nói như thế này: đối với một dân tộc cũng như đối với một cá nhân, đối với một dân tộc, một nhóm người hay đối với cá nhân, có thêm nhiều của cải hơn không phải là mục đích tối hậu. Thế là của cải vật chất không phải là cái mục đích tối hậu của cá nhân hay là của cộng đoàn hay của cả thế giới. Mỗi sự thăng tiến đều có hai mặt. Nó cần thiết để cho con người được nên người bạn, nhưng đồng thời nó cũng giam hãm con người một khi nó trở thành giá trị cao cả nhất, không còn cho nhìn thấy giá trị nào khác. Thế là tiền của, danh vọng, quyền lực, nó có thể giúp cho chúng ta khi chúng ta còn có thể điều khiển được nó, khi chúng ta còn biết đường hướng mục đích cuộc đời của mình không phải là nó, nó không phải là mục đích tối thượng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta để cho của cải vật chất, danh vọng, quyền lực làm chủ chúng ta, điều khiển chúng ta và cho đó là cái mục đích cao cả nhất, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành từ từ mù quáng đi. Đó là lời của Giáo Hoàng nói. Ngài nói rằng lúc đó lòng người trở nên chai đá và tinh thần khép kín lại. Con người không còn đến với nhau vì tình nghĩa, nhưng chỉ vì lợi lộc. Lợi lộc dễ làm cho con người chống đối với nhau và chia rẽ nhau. Chúng ta thấy cái điều này rất là rõ. Khi con người ta tham quyền, tham tiền, người ta sẵn sàng chống đối lẫn nhau, người ta sẵn sàng đấu đá nhau, người ta sẵn sàng chia rẽ. Đó là cái hình ảnh của thế giới. Vì nước này ý mạnh muốn ức hiếp nước khác, vì muốn lấy những tài nguyên của một đất nước khác, thế là sẵn sàng xâm chiếm, tạo nên những cuộc chiến tranh. Hay là ngay trong xã hội cũng vậy, có những bất công vì có những con người tham lam muốn lấy đi những phần của người khác để tiếp tục làm cho mình càng ngày càng giàu, càng mạnh lên.
Cho nên Đức Giáo Hoàng đã nói rằng khi con người ta cho rằng tiền của danh vọng những điều đó là tối thượng, mục đích tối thượng, thì lúc đó lòng của họ sẽ trở nên chai đá và tinh thần của họ sẽ khép kín lại. Họ không còn đến với nhau vì tình nghĩa nữa, nhưng mà chỉ vì lợi lộc mà thôi. Và nếu chỉ vì lợi lộc thì lợi lộc sẽ dễ làm cho con người chống đối nhau và chia rẽ nhau. Vì thế, nếu chỉ tìm kiếm của cải mà thôi thì không những sẽ làm cản trở cho sự phát triển của con người mà còn phản lại sự cao cả bẩm sinh của con người. Nếu mà chúng ta quá tham lam những của cải vật chất, quyền lực, danh vọng đó thì chúng ta đã làm cản trở cho sự phát triển của con người. Và đặc biệt còn phản lại sự cao cả bẩm sinh con người. Bởi vì con người thì đáng quý hơn mọi của cải, mọi quyền lực và mọi danh vọng. Mà vì những điều đó mà chúng ta lại chà đạp con người, coi thường con người, để rồi nâng những cái điều đó lên trên cả con người nữa, thì cái điều đó không đúng. Vì vậy một cái điều mà chúng ta phải lưu ý là gì? Cuối cùng cuộc đời của chúng ta nó không lệ thuộc, chúng ta không được đánh giá bởi vì những cái gì chúng ta có, mà là những cái gì chúng ta là. Chúng ta là cái gì nó quan trọng hơn là chúng ta có cái gì. Nhiều khi trong cuộc sống ngày hôm nay, người ta lại đánh giá nhau bằng có cái gì. À, cái người đó có bao nhiêu tiền, cái người đó có nhà đẹp, cái người đó có xe đẹp, cái người đó có nhiều hạt xoàn, cái người đó có nhiều bằng khen. Mà chúng ta thấy báo chí ngày hôm nay một cách nào đó vô tình để tôn lên những cái điều đó, để hướng chúng ta lạc đi. Nhiều khi giới trẻ tham lam, ví dụ nào là nói rằng cái anh đó đá banh, đá bóng giỏi lắm, cho nên anh giờ có tiền tỷ, anh ấy có nhà to, nhà đẹp. Rồi cái người ca sĩ đó, người nghệ sĩ đó bây giờ có nhà này đẹp lắm, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu phòng, bao nhiêu mét vuông ở những cái địa điểm đắc địa vân vân, rồi có những sân vườn. Thế là ngày hôm nay báo chí vô tình toàn là nói tới những cái gì người ta có thôi. Ca sĩ này, diễn viên này, rồi ông nọ bà kia có được cái này, có được cái kia. Và họ đã vô tình khơi gợi lên dòng của lòng của những người trẻ những sự tham lam, ham muốn những của cải vật chất đó, để rồi bất chấp mọi giá để đạt được những cái có đó, luôn cả coi thường phẩm giá của con người để đạt được cái mục đích đó. Mà người ta quên đi, báo chí ngày hôm nay đa số không nói rằng cái điều quan trọng là gì. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là cái gì? Bản chất con người của chúng ta thì người ta không đạt tới nữa. Cho nên vì vậy mà chính những điều đó đã làm cho chậm cái sự phát triển của con người, chậm phát triển của xã hội. Mà vì vậy ngày hôm nay xã hội thì xem ra về vật chất, về của cái, về danh vọng quyền lực xem ra là phát triển, nhưng mà những cái giá trị khác con người thì càng ngày càng đi xuống, ngay cả những giá trị đạo đức. Chúng ta thấy từ trong gia đình đến trường học, những giá trị đạo đức đang dần bị phong hoại, đang dần bị bỏ rơi, bị lãng quên đi. Không mấy ai còn nhớ tới tiên học lễ, hậu học văn nữa. Không còn học về đạo đức làm người nữa, mà chỉ học làm sao làm kinh tế, làm sao để làm cho có tiền, làm sao để làm cho có quyền, làm sao để đạt được danh vọng thôi. Còn làm sao để trở thành một con người nhân đức, một con người thực sự, một con người có nhân bản, một con người con cái của Chúa Kitô hữu, thì người ta không quan tâm nữa. Người ta chỉ quan tâm cái có hơn là cái là. Rồi Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói, đối với một quốc gia cũng như đối với một người, tội tham lam là một hình thức lộ liễu nhất của tình trạng luân lý thấp kém. Đối với một quốc gia cũng như đối với một con người, tội tham lam là một hình thức lộ liễu nhất của tình trạng luân lý thấp kém. Khi con người ta chỉ biết của cái vật chất, chỉ biết quyền lực, chỉ biết danh vọng, chỉ biết dục vọng thôi, thì người ta đang tự coi thường bản thân người ta, và người ta đang để cho những giá trị đạo đức, những giá trị luân lý của cá nhân, của gia đình, của xã hội đang ngày càng băng hoại. Xin Đức Giê-xu Kitô là người vị thầy thông thái đến trần gian không phải để lo những việc vật chất, những việc của trần gian, mà để hướng linh hồn chúng ta lên cao hơn, lên những sự trên trời, đến để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi của sự chết, giúp cho mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta luôn biết có những lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời của chúng ta, gia đình, cộng đoàn, thế giới của chúng ta, để rồi chúng ta biết đặt những giá trị vào đúng chỗ của nó. Ngay cả khi chúng ta cần phải làm kinh tế, cần phải làm tiền, ngay cả khi chúng ta cần phải có sức mạnh,
cần phải có danh dự, chúng ta cũng biết tìm kiếm những cái điều đó với luân lý, với trật tự, với thánh ý của Thiên Chúa, và biết sử dụng những cái gì chúng ta có để làm tốt đẹp hơn cho đời sống của chúng ta, cho gia đình, cho cộng đoàn xã hội chúng ta. Nói cái khác, chúng ta biết chia sẻ, để rồi cuối cùng chúng ta luôn ý thức rằng cuối cuộc đời này ai cũng phải chết. Tất cả mọi sự cuộc đời này là phù văn, ai rồi cũng sẽ phải chết. Và khi chết rồi, chúng ta có cái gì không quan trọng. Bởi vì chúng ta có cái gì đi chăng nữa, như bài tin mừng ngày hôm nay trong dụ ngôn đó, rồi chúng ta để lại cho ai? Trong cuối cùng, cái chúng ta có không phải là quan trọng, mà cuối cùng cuối cuộc đời chúng ta thì chúng ta là cái gì, đó mới là quan trọng. Xin Đức Giê-xu Kitô là vị thầy thông thái chỉ dạy cho chúng ta, thêm sức cho chúng ta, và giúp cho chúng ta biết sống lời của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời, để có những lựa chọn đúng đắn. Để rồi khi cuối cuộc đời của chúng ta, khi đến gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta không bị Chúa nói rằng: hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cái ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Nhưng ngược lại, chúng ta mong muốn rằng khi chúng ta đến gặp Chúa, được Chúa nói rằng: hỡi đầy tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trung kiên trong những việc bé nhỏ, bây giờ hãy vào để dự tiệc cưới, vào để dự nước thiên đàng. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tôi có hai cái thông báo nhỏ nhỏ như thế này. Thông báo thứ nhất là cũng như để như hai tuần trước tôi nói, thì cuối tuần này bắt đầu vào ngày từ ngày 29, 30 và 31 tháng 7, tôi sẽ tham dự và có những bài thuyết trình tại Đại hội Đức Mẹ La Vang ở giáo xứ Lộ Đức, ở Southwest, ở Seattle, tiểu bang Washington State. Cho nên những bà anh chị em nào ở những vùng lân cận hay có cơ hội thì muốn đến tham dự, thì hẹn chúng ta cùng hẹn gặp nhau ở đó, như một số ông bà anh chị em muốn tôi thông báo. Để rồi nếu có thể được thì ông bà anh chị em có thể đến tham dự. Cái thông báo thứ hai đó là vào tháng 8 tôi có rất nhiều công việc bận rộn, cũng như là tôi có thời gian phải đi vắng. Vì vậy mà tôi đã mời cha Gregory Vũ Đức Tùng, là một thành viên của tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa, sẽ chia sẻ các bài chia sẻ Chúa Nhật trong tháng 8 giúp cho tôi. Và nếu bà chị em để ý thì cũng biết rằng tôi cũng đã thay đổi cái kênh YouTube này, không còn là kênh YouTube cá nhân của tôi, Linh Mục Đa Minh Du Sang Nguyễn Thiết Thắng nữa, mà kênh YouTube này đã có cái tên mới, đó là kênh YouTube Lời Yêu Thương. Và nó thuộc quyền sở hữu cũng như là quản lý của tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa miền hải ngoại tại Hoa Kỳ. Vì vậy mà trong tương lai gần sẽ có các cha, các thầy thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa sẽ cùng tham gia để chia sẻ lời Chúa, cũng như sẽ có những cái chủ đề về đời sống thiêng liêng, về đời sống đạo, về việc truyền giáo, để chia sẻ đến với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Quý cụ, ông bà, anh chị em đã yêu thương tôi, cầu nguyện cho tôi, nâng đỡ tôi, tạo điều kiện cho tôi, thì xin ông bà anh chị em cũng thương cầu nguyện cho quý cha quý thầy thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa. Cách riêng là những anh em sẽ tham gia để chia sẻ lời Chúa, cũng như tham gia vào những cái chương trình truyền giáo trên kênh YouTube Lời Yêu Thương này. Kính chúc quý cụ, quý ông bà anh chị em một tuần bình an trong tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và hẹn gặp lại.